Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này giới thiệu cho các bác một hãng âm ly của Pioneer, dòng đời cũng dòng cổ 6825 mã các bác nhé, 6825 mã. Đây là những dòng Pioneer gọi là chất âm huyền thoại của ngày xưa. Mặt nhôm các bác nhìn sáng bóng đẹp luôn các bác nhé. Chất âm của những cái dòng Pioneer 6825 mã quá tuyệt vời luôn các bác nhé. Những cái dòng như thế này thì nghe nhạc vàng, bolero, trữ tình không lời, các kiểu rất hay luôn các bác nhé. Và đặc biệt những dòng này rất dễ được phối ghép loa. Pioneer, các bác nhìn những cái lúm này, ngày xưa làm phay rất đẹp luôn các bác nhé. Đây, đây này, nhìn này. Đấy các bác nhìn này. Đấy, họ làm phay xước này, rất đẹp luôn, bóng sáng luôn các bác nhé. Đấy, ánh đèn nó chiếu vào các bác nhìn này. Đấy. Các bác mua hàng thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 22 55 các nhé, hàng giao toàn quốc hoặc là chữ trắng ở góc bên trên bên phải. Còn đây là nội thất, dòng này nó sẽ đánh dòng 4 con sò than hai cánh, sò hai vít, sò nét này, hai vít này, hai xanh hai đen. Với những dòng âm ly kể cả những cái đời 6825 mã này hay những dòng 78, anh nghĩ rất nhiều các cái dòng như là Pioneer 8825 mã, và đặc biệt những cái dòng như này này, đa số hầu như đều phải thay cái con ba chân các bạn nhé. Đa số đều phải thay thì vì khi mà nó đánh ấy, nó hay bị nổ tiếng bụp ấy. Nhiều bác nào, những bác nào mà hay chơi cái dòng này thì các bác sẽ biết. Và bên kể cả những người bên bán ấy, đa số là họ sẽ xử lý trước khi bán các bạn nhé, để đỡ sau này có tiếng nổ lục buộc thì nó cũng đỡ mất thời gian, mất công gửi lại xử lý các bác ạ. Hai tụ lọc nguồn chân dài luôn các bác nhé. Đây sassy các bác nhìn này, sassy của ngày xưa thì vẫn sáng bóng luôn. Pioneer SA 6825 mã, điện 100V, công suất là 110W, trở kháng rất rộng từ 4 đến 16 ohm. Ở đây sẽ có các đường như follow dành riêng cho đĩa than này, tuner AUX này, tép 1, tép 2 này, cầu loa AB này. Âm ly có kích thước chiều ngang 38, chiều sâu 14, chiều cao 14, sâu 30, giá 2.800.000 đồng, giá đã bao gồm phí vận chuyển. Ở đây sẽ có một cái cần gạt power tắt nguồn. Ở đây chọn cầu loa AB 2 cổng B bằng lúm xoay này. Ở đây bát check dòng này nó là dòng bát check bi các bác nhá. Khi quay nó có tiếng lật cật ở trong này, gọi là chiếc đắp bi. Bát check đầy đủ và ở đây sẽ có cả lao lốt các bác nhá. Lao lốt tăng thêm bát này. Pioneer nó cho cái giải bát rất là sâu và mịn các bác nhá. Ở đây là ba lăng cơ chỉnh vế loa này. Ở đây là cầu chuyển loa này, AUX tuner này. Ngoài ra đây sẽ có cả tép 1, tép 2 nữa. Monitor 1, monitor 2 này, này. Tính là tép 1, tép 2 các bác nhé. Ở đây là cần gạt Sitel Reo Molo này. Tông là bật tắt đánh direct em nhé. Đánh direct. Các chế đáp các thứ này bên em cũng đã vệ sinh hết sọt sẹt các thứ rồi. Hầu như những dòng để lâu thì chế đáp này cũng đều phải vệ sinh cho nó trơn tru hết các bác nhé.
Rồi, một con âm ly Piler SA 6800 2 mã đẹp là xuất sắc luôn các bác nhé. Giá 2.800.000 bao ship. Đấy, các bác mua hàng liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0961 22555. Cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.